là mọi người lại là mình đấy. Đun nè, đó thấy chưa. Ok, về clip của ngày hôm nay thì mình mới vừa đọc xong một cái bình luận mà sau khi mình đọc xong á, mình cảm giác nó như rất là bối rối mọi người. Không biết là nên kể cho mấy bạn nghe không ta. Thì đây, bây giờ là mình sẽ để cái bình luận của bạn ấy lên luôn. Bạn này có tên là Hi Hi nha. Và bạn ấy bình luận là: anh ơi, ngày nào em cũng xem video của Bầu Tim hết. Anh có thể kể lý do anh với BD với chị Di Di thành lập ra Bầu Tim không ạ? Em thích nghe từ miệng anh nói hơn. Tại mấy cái những cái câu hỏi này á thì mấy bạn cũng đã hỏi nhiều. Và trong Bầu Tim á là cũng đã có những cái thành viên như là anh Toàn Yolo này hoặc là BD cũng đã kể rồi. Nhưng mà bạn này lại thích nghe từ miệng của mình kể hơn. Vì thế, bây giờ mình sẽ kể lý do tại sao ba người tụi mình đã thành lập ra Bầu Tim nha. Nhưng mà trước khi mà mình kể, mình phải về kia mình làm cái thủ tục giống như hàng ngày mà mấy bạn mong chờ ạ. Đó chính là gì? Quay trẻ kia mini game nha mọi người. Đây là clip của ngày hôm qua thì vẫn giống như thường lệ, tên của mấy bạn đã bình luận này thì nó sẽ nằm trong cái vòng quay này. Bây giờ mình sẽ quay. Hôm nay là sẽ có một bạn may mắn nhất. Rồi xong bạn cái gì là trời tên dài vậy? Bước 1 không thành, bước 2 là tên, bước 3 là kiếm kế. Anh Jun Thơm. Anh Thơm còn Win thì thúi đúng không? Trời anh biết hề. Bây giờ anh sẽ vô anh kiếm tên của em nha. Không biết là tên của em kiếm có hay không. Cái bước này mới là quan trọng nè. Ừ có nhà fan Jumbi vào đây luôn ghê vậy hả? Trời biết hôm nay chúng quê sao đặt cái bio fan Jumbi vào đây luôn kìa. Rồi chúc mừng em nhận giải nha. Anh sẽ gửi cho em là cây kiếm kế ngừ 39 thỏ hoàng. Gửi. Thì lát mà có online nhớ là vô tiếp về của anh nhé. Tiếp đến là mini game của ngày hôm nay. Mình vẫn sẽ tặng cho mọi người là bất kỳ cái phần quà nào ở trong thư mà mấy bạn thích, như là món mèo nè, áo nè, hoặc là ba lô, hoặc là kiếm, hoặc là cái băng đồ. Đã. Và những ai mà muốn tham gia mini game thì đừng quên là để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, nhớ cái chuông. Bước thứ hai là bình luận tên, bước thứ ba là ngày mai. Ê không phải, bước thứ ba là mấy bạn chỉ cần là chọn một cái món quà mà mấy bạn ưng ý thôi. Ngày mai là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất để mình trả kèo nha. Còn bây giờ là mình sẽ kể là câu chuyện ngày xưa vì sao để thành lập ra Bầu Tim. Đấy mọi người, hiện tại mình mới chạy vô nhà của cậu BD nè. Thì lý tại sao mình lại chạy vô nhà của BD, đây là người là mình gặp đầu tiên ở trong Bầu Tim luôn. Thì chuyện là hồi trước mình có làm một cái kênh tên là Jumbi. Thì cái kênh này những ai mà theo dõi từ lâu thì chắc chắn là sẽ biết. Nhưng mà hiện tại cái kênh này không phải là quyền sở hữu của mình nữa, mà để vào một tay của người khác rồi. Thì lúc đó mình cũng làm vài cái clip mà cho 1 triệu view mọi người. Ví dụ như là clip này cũng ít hơn là mấy trăm k đó. Thì nó cũng có được một cái thành vệ nhất định. Rồi sau khi mà có được 1 tí view là mình đã được may mắn mình vô được bên đối tác VNG, Play Together VNG á, là mình được làm đối tác ở bển. Thì trong nhóm đối tác đó lại xuất hiện cái mặt của anh này đó, cái mặt của BD á. Thì mình có bấm vô mình xem thử kênh, không phải là mình xem kênh của BD không đâu, là mình xem hết tất cả những cái idol ở trong đó luôn. Thì mọi người biết không, là trong đối tác đó có rất là nhiều những cái tên quen thuộc cực kỳ là nổi trong Play luôn. Trời ơi, nhưng mà mấy cái người đó là mình tiện không có nói tên ra nha. Thì sau khi mà mình bấm vô kênh của BD này thì mình thấy anh này ảnh không làm clip dài, anh chỉ làm những cái clip mà như là clip ngắn á mọi người, clip short ta, với lại là ảnh livestream. Mà trong khi đó mình cũng mới tập thôi, mình like nữa, mình tập like mọi người. Thì vào một ngày đẹp trời mình có like xong là bên cái kênh của mình, thì tự nhiên ở đâu đề xuất lên kênh của ảnh. Thì mình mới có bấm vô mình xem thử. Trời ơi, vô đập vô mắt của tôi là mọi người biết gì không, là anh này ảnh cực kỳ là chất lượng. Bởi vì game thì nó cũng hơi lag tí xíu nha, nhưng mà hình ảnh sâu mặt của ảnh á, mọi thứ đều là nói chung mình nó đẹp mọi người. Ừ, trong lúc đó là tôi cũng like nữa, mà tôi nhìn lại tôi sao mà anh này like sâu mặt mà hình ảnh ảnh đẹp vậy, là mọi thứ của buổi like của ảnh nó đều hài hòa hết luôn. Thì mọi người biết mình mà, mình là một người rất là ham học hỏi. Vì thế là mình đã chủ động mình nhắn tin cho ảnh trước. Mình nhắn tin ở trong cái khung trái mà trong lúc mà ảnh livestream luôn, mình có nói là: cậu này livestream có quỹ chuyên nghiệp nhờ, hình ảnh chất lượng thế, chắc là mình phải học hỏi thêm. Rồi xong ảnh mới thấy được là cái bình luận đó của mình, ảnh mới vô ảnh coi thử, ảnh đọc ảnh nhìn ảnh nghiêng nghiếu qua một bên, rồi xong rồi ảnh mới vô kênh của mình ảnh chít. Ơ anh Jun B. Ờ lúc đó anh kêu anh Jun B không phải là Jun B nha, anh Jun B. Hình như là cái cậu này cũng làm ở trong đối tác chung với tôi này đúng không? Rồi xong anh cười xong rồi mình mới chat là kêu là đúng. Rồi xong anh mới ngó qua là cái buổi like của mình, anh kêu là sao ta, mất mới gì buổi like của anh không bằng bên tôi mà lại view cao hơn tôi. Rồi xong anh cười xong từ lúc đó là bắt đầu từ đó nha, mình có vô buổi like của anh thường xuyên hơn, và mình coi những cái thử thách mà trong buổi like đó ảnh làm gì, vừa mình có bình luận vô. Rồi bắt đầu từ đó là mình với BD quen. Thì nói gì nói tính ra là cái anh này cũng dễ gần. Hồi trước á nha, là kênh của mình chỉ có là 5k sub thôi, mà kênh của anh tới tận là gấp đôi mình, hình như là 10k hay là 11k gì đó, không nhớ rõ, nhưng mà trong tầm đó nha. Rồi tiếp đến là chị Gigi. Lý do tại sao mình lại gặp được bé thì cũng từ là cái cậu BD này mà ra. Thì trong một buổi live đó anh có tổ chức cái gì mà lớn đó mọi người, kiểu như là chơi trò chơi mà bọn màu vàng này, hoặc là bọn màu nâu, hoặc là màu đen gì đó. Là trong khi đó là bà chị Gigi bả là team nâu, mình là team vàng. Thì trong lúc này thì có nói qua có lại, xong rồi tôi tình cờ tôi nghe trong cái buổi livestream đó BD có nói là chị Gigi đến từ Nha Trang. Vậy là cái bà Gigi này đến từ Nha Trang à? Đó là tôi ấn tượng nhất là từ Nha Trang. Tại vì sao? Tại vì tôi cũng ở Nha Trang. Rồi xong sau đó là mình có bấm vô avatar của bả, kiểu như là bấm vô như thế này nè mọi người. Đó. Rồi xong mình có bấm là gửi các bạn, là lúc đó là gửi được luôn nha. Nhưng mà trong thời gian đâu đó là 3 phút là mình không thấy bể chấp nhận. Mình kêu ủa cái gì mà idol gì đâu mà mới có
gần cây súp mà chảnh như vậy? Cũng cùng quê mà sao lại chảnh như thế? Thì trong khoảng thời gian ngoài 5-6 phút mà trôi qua là tôi có bấm cái điện thoại này, tôi bấm phòng bạn bè và tôi bấm qua là chỗ yêu cầu các bạn. Thì tôi thấy là cái bài này bạn gửi cho tôi các bạn trước. Ừ, mà tôi không chấp nhận. Không, xong rồi sau đó là tôi thấy vậy xong rồi tôi cảm thấy có lỗi mọi người. Vừa gì hết là mình nói trong bụng của mình là ôi sao bên này mày chảnh thế, mà trong khi đó mày gửi cho tôi các bạn trước luôn. Là từ lúc đó mày mới bắt đầu là quen chị Di Di á. Nhưng mà quen trong game mày đâu có gì để nói đâu đúng không? Rồi sau này là BD có rủ là hai đứa mình vô chơi Roblox trên mỗi live của ảnh. Thì muốn mày nói chuyện được với nhau á, bắt buộc là phải có một cái Discord. Là cái Discord này để làm gì? Khi mà mấy bạn vô chung một nhóm á, vô chung một room á, là mấy bạn có thể là nói chuyện cùng với nhau. Như ở đây là có anh Toàn này đúng không? Mình sẽ vô. Hello. Ừ anh này anh chiều mọi người. Ừ anh này anh chiều. Á này này nó sẽ như thế mọi người. Thì sau khi mình vô cho chung nói chuyện cùng với nhau thì cũng thấy dễ gần mọi người. Nói chung là ai cũng dễ gần cả. Rồi bắt nguồn từ đó là cứ chơi game mà cứ rủ nhau vô chơi cùng này, hoặc là vô trong game thấy nhau là chào tách với tách lại. Là từ đó nó ra một cái thói quen mọi người. Là ba người với nhau cũng lẽ cảm thấy một cái gì đó nên là mới rủ vô chơi thường xuyên hơn. Rồi sau này mà chơi khoảng thời gian mới quyết định lập ra bao team á. Nhưng mà có một điều là mình không ngờ tới là bè GG này lúc đó mình coi AVT của bẻ nha. Mình tưởng đâu là bẻ bằng tuổi mình hoặc là lớn hơn mình 1-2 tuổi thôi. Sau khi mà tôi hỏi tuổi của bẻ, bẻ kêu sinh năm 95, tôi mới giật mình. Ủa cái gì vậy trời, cái mặt mà búng ra sữa như thế này mà đồ sinh năm 95 là mọi người biết nhiêu không? Sinh năm 95 mà gần 70 tuổi, 29 tuổi rồi. Tôi mới giật mình luôn á. BD cũng vậy luôn. BD mới đầu là kêu chị Di Di bằng em nữa mà. Nếu mà mọi người nhìn kỹ là cái bè này chụp hình là nó nhìn nó con nít thiệt. Ừ giống như con nít mà ai ngờ lớn rồi. Thì sau khoảng một tuần trôi qua là mọi người trong nhóm đã quyết định đặt cái tên là Bâu Tim. Bâu Tim là cái biểu tượng của con ông á mọi người. Con ông mà chúng ta sẽ gồm như là chăm chỉ này, với lại là cái gì siêng năng và sức mạnh, là ba thứ đó là con ông đều có hết. Thì cái Bâu Tim bắt nguồn từ đó mà ra. Thì trong ba người này ai cũng có thế mạnh riêng. Như là chị Di Di đúng không, bạn lớn là bạn sẽ có cái sự trưởng thành nè, bạn sẽ có một cái góc độ nào đó bạn nhìn chính xác hơn là hai đứa tụi tôi. Nên vì thế chị Di Di sẽ là trưởng nhóm. Rồi tiếp đến là BD đúng không. BD anh này thì mình đã nói ngay từ đầu rồi, anh có cái sự chính chu. Ừ anh có mà kiểu như là cái sự chất lượng á, nhìn vô là cái là thích liền, nhìn vừa con mắt á, từ khâu âm thanh này, hình ảnh đồ, chất lượng video rồi, nói chung là BD là làm tốt nhất. Còn mình thì có cái gì? Mình thì không có cái gì cả. Mình chỉ có một điều duy nhất là mình sẽ đẩy mạnh Bâu Tim lên, kiểu như là mình làm hết tất cả những thứ mà mình có và mình sẽ đưa cái Bâu Tim này lên á. Nếu như mà mấy bạn nhìn lại những cái clip cũ của mình á là mấy bạn sẽ thấy là những cái clip này á, mình là một trong những người mà đi đầu về cái content team như thế này. Không phải là người đi đầu mà trước đó hình như là Đai Momo này, Bubble Gum với lại là Mạm với lại là Ban GMT đúng không? Nhưng mà họ cũng là một team, nhưng mà họ không có quay clip mà dạng có tiếng nói như thế này á. Còn ở trong clip của mình này sẽ có những cái tiếng nói của các thành viên khác. Vì thế là mình mới được là mấy bạn ủng hộ. Và từ lúc đó là mấy bạn cũng đã biết tới Bâu Tim nhiều hơn một tí xíu. Tính tới thời điểm hiện tại là bây giờ trong Bâu Tim của tụi mình là đã có 10 thành viên đó. Ba người đầu tiên là không có nói làm gì cả đúng không? Tiếp đến là anh Toàn nè, rồi tiếp đến nữa là Bixby, và thứ ba là anh Thanh Nồi Sao, thứ tư là Mel. Rồi sau này là có ba người vô cùng lúc như là Xuân này, Nhí là Dương. Đó là tổng cộng là 10 người nha mọi người. Còn có nhiều bạn hỏi là Uni tại sao là không có vô Bâu Tim, thì lúc đó là Uni vô cũng được, nhưng mà Uni là không có tập trung qua bên YouTube cho lắm á, nên là Uni cũng không có thời gian nhiều. Thì sau này mà Uni có làm YouTube rồi thì chắc chắn là sẽ đạt được một cái cột mốc gì đó, là mình sẽ rủ Uni thử. Và mọi người có muốn biết ai mà mình viên trong team là người đầu tiên không? Không phải là Billy nha, cũng không phải là chị Gigi, mà đó chính là Bixby. Và tính tới thời điểm hiện tại là Bixby mình cũng đã quen được là gần 3 năm trời rồi, là người là mình quen lâu nhất ở trong Bâu Tim luôn. Thì lý do tại sao mình lại nói thế, Bixby là một trong những người mà YouTuber làm về Play Together đầu tiên luôn ha mọi người. Là đầu tiên luôn á. Hồi trước là mình mới tập làm cái game này á, mình có lên YouTube mình kiếm, nhưng mà nó chỉ ra clip của Bixby mà thôi. Và trong khi đó clip của Bixby là nhiều view nhất. Bixby làm đúng mấy clip nhưng mà clip nào cũng chịu view cả. Là lúc đó là mình kiểu như là mình coi là Bixby là idol á. Bixby có làm thêm là mấy cái clip ở dưới nữa nè. Và sau này là bọn công việc hay gì đó là Bixby để ngừng hoạt động bên Play Together rồi. Không phải là ngừng hoạt động luôn nha, vẫn làm những cái con game khác. Mà trong thời điểm dịch nữa, Bixby cũng kêu là Bixby về quê, nên là bỏ lỡ luôn là cái thời mà hồn kim nhất luôn. Oh no. Và mục đích của mình khi mà làm cái clip này là muốn nói rõ cho mấy bạn biết là Bâu Tim ở đâu mà ra, là do ba người nha. Hôm nay mình chỉ nói là chính là ba người thôi. Còn bây giờ mà nói hết 7 người kia nữa là thôi chắc là tới sáng luôn không mọi người. Nên là mình sẽ để dành clip sau. Clip sau là mình sẽ nói về những cái ưu điểm ở trong các thành viên Bâu Tim, hoặc là những
những cái tật xấu như này đó. Mình sẽ kể ra cho mấy bạn xem hết luôn, ok nha. Ây da, nếu như mà kể hết những cái tật xấu của trong thành viên Bo Team thì mình nghĩ hơi bị động trời luôn á. Có khi nào mày làm clip đó xong là mấy người đã nghỉ chơi với tôi luôn không tay? Trời ơi, chắc là không đâu ha. Trời ơi, Bo Team là một team mà kiểu như là đồng kết, mày sao mà nghỉ chơi được đúng không? Trời ơi, thì mình nghĩ là chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi, tại nó quá dài. Hôm nay là mình chỉ kể sơ sơ nhiều đó thì mới là sơ sơ thôi nha. Nếu mà kể chuyên sâu nữa là mình nghĩ chắc là chiều nay cỡ tầm 4 giờ tôi mới đăng clip luôn á. Giờ là 1 giờ mấy rồi mà vẫn chưa có clip cho mấy bạn xem nè. Chính xác là 1 giờ 23 phút. Thôi thì kết thúc tại đây nha. Bây giờ mình sẽ đi ra mình làm clip liền luôn để cho đăng sớm nhất cho mấy bạn xem. Bye bye nha. Trời ơi, không biết là giờ này đăng còn ai xem nữa. Bye bye mọi người. Bye yêu.